Xin chào tất cả các bạn, mình là Suzuki Kensuke. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chơi build Hydra Conjuration của nhân vật Sorcerer. Bây giờ mình sẽ đi map team 100 trước, cuối video sẽ là đoạn show build của mình. Giờ thì bắt đầu thôi nào.
Sau đây sẽ là phần show toàn bộ build của mình. Đầu tiên sẽ đến với skill tree. Tiếp theo là Enchantment Skill. Ở đây ô đầu tiên mình sẽ lấy Brilliant Orb giữ cố định luôn. Còn ô thứ hai mình sẽ có 3 lựa chọn là Fireball, Frost Nova hoặc là Flame Shield. Trong 3 lựa chọn này thì Fireball sẽ cho thêm sát thương, Frost Nova sẽ tăng thêm khả năng khống chế kẻ thù, còn Flame Shield sẽ giúp cho bạn sinh tồn tốt hơn. Tùy vào lối chơi bạn muốn thì hãy chọn cho phù hợp. Bây giờ đến phần quan trọng nhất là Paragon. Build của mình sẽ sử dụng tổng cộng 6 bản Paragon, trong đó tính cả bản khởi đầu luôn. Còn đây là cách sắp xếp kỹ năng của mình. Tiếp theo là chỉ số nhân vật của mình. Chỉ số tối thiểu phải đạt được trong build của mình. Các bạn xem thêm video giùm mình nha. Phần cuối có lẽ là phần mọi người thích nhất, đó là trang bị Aspect và Hurt. Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở những video khác của mình. Giờ thì bye bye.